Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên trong phần tin Hoa Kỳ cho biết, Tổng thống Donald Trump tuyên bố gia hạn cách ly toàn quốc đến ngày 30 tháng 4, 2020. Ông cho biết lệnh cách ly toàn quốc tiếp tục kéo đến ngày 30 tháng 4 để làm chậm lại sự lây lan của virus Vũ Hán, tức COVID-19, và chính phủ sẽ đưa ra những hướng dẫn cụ thể cho người dân Hoa Kỳ. Vào thứ Ba tới, nhật báo Washington Post dẫn lời Tổng thống Hoa Kỳ trong cuộc họp báo hôm Chủ nhật 29 tháng 3. Tổng thống Trump trích dẫn những nghiên cứu cho thấy thời điểm tuần thứ hai của tháng 4 sẽ là cao điểm của bệnh dịch tại Hoa Kỳ. Với tuyên bố trên, Tổng thống Trump rút lại ý muốn trước đó là mở cửa cho Hoa Kỳ trở lại vào lễ phục sinh 12 tháng 4. Các chuyên gia y tế chính phủ đều khuyến cáo cần kéo dài tình trạng cách ly để ngăn chặn tình trạng lây lan. Hiện nay, Hoa Kỳ đứng đầu thế giới về số người bị nhiễm virus Vũ Hán. Kính thưa quý vị, số người chết vì COVID-19 ở tiểu bang New York vượt mức 1.000 người. Chưa đầy một tháng kể từ khi ca nhiễm bệnh đầu tiên được phát hiện, tiểu bang New York có ít nhất 1.000 ca tử vong. Theo đài CNN, Chủ nhật 29 tháng 3, thành phố New York báo cáo có 776 đã tử vong. Tuy nhiên, con số tử vong bên ngoài thành phố này được ghi nhận ít nhất là 250 người. Như vậy, tiểu bang New York có tổng cộng ít nhất là 1.026 người đã chết vì virus, dịch bệnh hô hấp cấp tính. Vào sáng Chủ nhật, Thống đốc Andrew Cuomo dự đoán sẽ có hàng ngàn người thiệt mạng vì căn bệnh này trong một thời gian ngắn sắp tới đây. Gần một tháng trước đây, vào ngày 1 tháng 3, tiểu bang New York phát hiện ca lây nhiễm đầu tiên. Người này là một người y tá du lịch Iran trở về. Hai ngày sau, ca thứ hai là một luật sư cư dân của thành phố New Rochelle. Ngày 10 tháng 3, ông Cuomo ra lệnh cách ly khu vực này, đóng cửa trường học và các nơi sinh hoạt tôn giáo. Cũng trong ngày này, ca tử vong đầu tiên được báo cáo tại tiểu bang New York. Vẫn là một bản tin liên quan tới tiểu bang New York, Thống đốc Cuomo tuyên bố hoãn cuộc bầu cử sơ bộ của New York từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 23 tháng 6. New York sẽ hoãn bầu cử sơ bộ vào ngày 28 tháng 4 cho đến ngày 23 tháng 6, Thống đốc Cuomo tuyên bố vào hôm thứ Bảy. Thống đốc Cuomo nói trong một cuộc họp báo, "Tôi không nghĩ việc đưa nhiều người đến một địa điểm để bỏ phiếu, rất nhiều người chạm vào một tay nắm cửa, rất nhiều người chạm vào một cây bút có thể rất nguy hiểm. Vì vậy chúng tôi sẽ trì hoãn điều đó." Trong khi đó thì Ủy ban Quốc gia Dân Chủ đã cảnh báo các tiểu bang rằng hoãn cuộc bầu cử sơ bộ của họ muộn hơn ngày 9 tháng 6 có thể dẫn đến các hình phạt, bao gồm cả việc giảm các đại biểu. 10 tiểu bang khác cũng như Puerto Rico đã lên lịch lại các cuộc bầu cử chính. Một số tiểu bang khác đã chuyển sang bỏ phiếu hoàn toàn bằng thư và đã kéo dài thời hạn thực hiện. Một số tiểu bang khác đã chuyển các cuộc bầu cử sơ bộ của họ sang ngày 2 tháng 6. Điều này đột nhiên trở thành một ngày quan trọng trong lịch chính của đảng Dân Chủ. Nó rơi ngay trước hạn chót ngày 9 tháng 6 để bỏ phiếu do DNC đặt ra. Và dự đoán số tử vong vì COVID-19 tại Hoa Kỳ có thể lên tới 200.000 người. Trong lúc Tổng thống Donald Trump đang cứu xét việc nới lỏng quy định giữ khoảng cách giao tiếp, thì một trong các cố vấn cao cấp nhất thuộc ban phòng chống đại dịch coronavirus của Tổng thống đã tiên đoán số tử vong sẽ tăng hơn 100.000 người và có thể lên tới 200.000 người. Bác sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Nghiên cứu Quốc gia về dị ứng và bệnh truyền nhiễm, đã đưa ra dự đoán kể trên vào hôm Chủ nhật. Trước khi có phát biểu của ông Fauci, Trung tâm Kiểm soát và Đề phòng Dịch bệnh Hoa Kỳ đã tiên liệu trong trường hợp tệ hại nhất thì trận đại dịch này sẽ giết ít nhất 200.000 người Mỹ trong năm nay. Các viên chức y tế đã đưa ra những con số ảm đạm, trong lúc chính phủ Trump đang cứu xét việc gia hạn cho thêm thời gian người dân cần ngưng hoạt động trong vòng 15 ngày. Mọi người được khuyên hãy ở nhà, tránh ra đường nếu không cần thiết. Tổng thống Trump từng nói rằng ông muốn sớm chấm dứt lệnh giới hạn để các cơ sở thương mại và công ty có thể hoạt động trở lại. Tuy nhiên, ông cũng nói ông sẽ cứu xét những đề nghị của các chuyên gia. Vẫn nằm trong phần tin Hoa Kỳ là tin Quốc hội tính cấp thêm tiền cho dân chống COVID-19. Các nhà lập pháp thuộc đảng Dân Chủ tại Quốc hội hiện đang chuẩn bị một biện pháp mới để cấp tiền trực tiếp cho dân chúng, nói rằng cần phải có thêm các nỗ lực trợ giúp nhằm tạo ổn định tài chính trong khi COVID-19 làm chao đảo nền kinh tế. Theo bản tin của The Hill hôm Chủ nhật 29 tháng 3, một số nhà lập pháp Dân Chủ đã đưa các đề nghị cấp thêm tiền cho dân chúng nhiều hơn là món tiền vừa được thông qua tuần này. Trong đạo luật trị giá hơn 2.000 tỷ Mỹ Kim được Tổng thống Donald Trump ký ban hành hôm thứ Sáu,
Luật đó gồm có việc cấp tiền mặt cho người lớn tới 1.200 mỗi người và 500 đồng mỗi trẻ nhỏ. Đạo luật Tổng thống Trump ký ban hành là đạo luật thứ ba nhằm đối phó với đại dịch. Tuy nhiên, các nhà lập pháp nay đã đưa ra đề nghị về các ưu tiên cho đạo luật thứ tư, còn gọi là trợ giúp giai đoạn 4. Một số quan sát viên Quốc hội Hoa Kỳ nói việc có cấp thêm chi phiếu cho người dân Hoa Kỳ hay không thì còn tùy thuộc vào thời gian cần có để nước Hoa Kỳ chặn dịch. Kính thưa quý vị, ngũ giác đài không tiết lộ chi tiết về binh sĩ nhiễm COVID-19. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã quyết định ngừng cung cấp thông tin chi tiết về các ca nhiễm virus corona trong quân đội do lo ngại các thông tin này có thể bị đổi thứ sử dụng. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ông Mark Esper cho biết quân đội sẽ tiếp tục cung cấp dữ liệu chung về các trường hợp nhiễm bệnh. Tuy nhiên, ngũ giác đài sẽ không tiết lộ các thông tin chi tiết về nhiệm vụ trong quân đội của các binh sĩ này để tránh gây hại cho an ninh quốc gia. Những gì chúng tôi muốn làm là cung cấp cho các bạn con số chung, nhưng chúng tôi sẽ không cho biết nơi nào có tỷ lệ nhiễm bệnh cao hơn nơi nào. Ông Esper đã nói như vậy. Bộ trưởng cũng không tiết lộ chính xác thông tin nào sẽ được giữ lại và khi nào kế hoạch này được thực hiện. Quyết định của Bộ Quốc phòng có thể làm tăng sự tò mò của công chúng về số ca nhiễm trong quân đội, nơi có một số lượng nhỏ bị nhiễm COVID-19 trong tổng số 1 triệu binh lính. Và quay sang một bản tin khác là tin FDA chấp thuận đưa vào sử dụng máy xét nghiệm nhanh để tìm virus gây bệnh COVID-19. Hãng thông tấn Bloomberg vừa đưa tin cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm, gọi tắt là FDA, đã chấp thuận cho đưa vào sử dụng máy xét nghiệm nhanh để tìm virus gây bệnh COVID-19 của hãng Abbott Lab Hoa Kỳ. Bộ xét nghiệm này có ưu điểm là rất dễ sử dụng, nhỏ, gọn và nhẹ, 3 ký, nên có thể mang đi bất cứ nơi đâu, cho phép xét nghiệm và nhận kết quả gần như tức thời ngay tại điểm chăm sóc y tế và các chốt kiểm tra sức khỏe. Các phương pháp xét nghiệm trước đây yêu cầu phải lấy mẫu dịch mũi hoặc họng rồi gửi đến các phòng thí nghiệm hay bệnh viện để kiểm tra, tốn rất nhiều thời gian mới cho ra kết quả. Một số máy xét nghiệm dạng portable khác thì khá cồng kềnh và thời gian cho kết quả khá lâu, ít nhất cũng phải 3-60 phút. Do đó không thể đặt tại các khu vực công cộng có lưu lượng hành khách qua lại rất lớn như phi trường, ga tàu hỏa, trạm xe điện ngầm, bến xe bus. Abbott cho biết từ đầu tháng 4 2020, hãng này sẽ cung cấp 50.000 bộ xét nghiệm một ngày. Nguyên tắc hoạt động của bộ xét nghiệm này là dò tìm các mảnh phân tử gen của virus corona chủng mới SARS-CoV-2. Nếu mẫu thử có virus tức dương tính thì chỉ cần 5 phút là có kết quả chính xác. Nếu mẫu thử không có virus tức âm tính thì cần thời gian lâu hơn là 13 phút để chắc chắn là mẫu thử hoàn toàn không có sự hiện diện của virus. Ngành y tế Hoa Kỳ đang chật vật đối phó với tình trạng thiếu hụt các bộ xét nghiệm. Do đó, giới y khoa Hoa Kỳ đánh giá cao bộ xét nghiệm cực nhanh của Abbott cho rằng nó có tầm quan trọng rất lớn trong việc kiểm soát và phòng chống sự lây lan rất nhanh hiện tại của dịch bệnh trên toàn Hoa Kỳ. Một lần nữa kính mong quý vị vẫn tiếp tục giữ màn hình của đài CBN trên băng tầng 14.5. Sau một vài thông tin bảo trợ cho đài, chúng tôi sẽ trở lại với phần tin Việt Nam và đời sống.